Tôi là Ngô Kiến Huy. Và bây giờ là 21 giờ tối thứ bảy. Hãy sẵn sàng đánh thức các giác quan của bạn với chương trình Tuyệt đỉnh giác quan. Chương trình Tuyệt đỉnh giác quan do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty truyền thông và giải trí Điền Quân thực hiện. Ở những tập trước, chúng ta đã có những người chiến thắng, nhưng bên cạnh đó cũng có những người đã phải chịu thất bại. Và ngày hôm nay, với những thử thách mới, những trò chơi mới, hãy xem họ là người chiến thắng hay thất bại. Và bây giờ là đội trưởng của hai đội. Lương Gia Huy, dù khẳng định sẽ hạ gục đội bạn, nhưng chàng đội trưởng này đang hoang mang vì đội quân của mình đang phấn khích quá mức. Hy vọng các thành viên bình tĩnh để đưa ra quyết định sáng suốt nhất. Khánh Đơn, chàng đội trưởng này đã chuẩn bị tâm lý để cùng cả đội diện kiến biệt đội giác quan. Wow, Lương Gia Huy hẳn sẽ không thích điều này đâu nhé Khánh Đơn. Xin mời hai đội trưởng. Đội Khánh Đơn. Chào tất cả mọi người, mình là Khánh Đơn. Hôm nay mình rất là hãnh diện khi tham gia chương trình Tuyệt đỉnh giác quan. Và hôm nay Đơn mang đến tất cả những thành viên tốt nhất của đội mình. Đây là đội của tôi. Đường Hưng, anh chàng này chia sẻ mình đã được ăn rất nhiều món ngon vật lạ ở nhiều nơi, nên chắc chắn khả năng vị giác của mình là vô địch. Mạnh miệng đấy, để chờ xem sao nhé. Khởi Phong, chàng trai này khá là thực tế khi khẳng định chiến thắng của cả đội 100% sẽ nhờ vào may mắn. Ôi trời ơi! Tường Quân tham gia chương trình với tinh thần thà chết chứ nhất định không chịu hy sinh. Là sao nhỉ? Hồ Việt Trung, anh chàng này hồn nhiên chia sẻ tham gia Tuyệt đỉnh giác quan để kiếm tiền. Ok, căn phòng giác quan thứ 6 đang chờ đón bạn. Cố lên nhé! Và đây, đội Lương Gia Huy. Xin chào mọi người, mình là Lương Gia Huy. Và hôm nay mình đến đây với một tinh thần xác định đã chơi là phải quyết thắng. Và sau đây là đội của mình. Tùng Anh, anh chàng hùng hồn tuyên bố sẽ chơi tới bến với các thử thách của chương trình. Cha cha, một chiến binh rất thiện chiến đây. Cao Trung, anh chàng chia sẻ muốn thăng hoa cùng chương trình. Nghe đâu MC Ngô Kiến Huy đã chuẩn bị thử thách riêng cho Cao Trung thăng hoa thì phải. Vừa xem nội dung tập 15, chàng trai này hết sức lo lắng cho phần thi vị giác của mình. Hy vọng chương trình không thiết đãi món bò cạp hay sâu bọ. Thế ăn ớt thì sao nhỉ? Trịnh Tuấn Vĩ. Tuấn Vĩ tự tin nhất là khả năng thính giác của mình. Anh chàng mong muốn sẽ hạ gục thánh cô thính giác của chương trình. Ok, lời thách thức được chúng tôi ghi nhận. Và bây giờ, vòng 1, vòng thi nhóm. Xin mời. Vòng 1, vòng thi nhóm. Hai đội phải dùng các giác quan của mình, bao gồm thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác và vị giác để thi đấu với nhau. Đội nào giành được nhiều chiến thắng ở các vòng thi hơn sẽ đi tiếp vào vòng 2. Đội còn lại hiển nhiên sẽ bị loại và chia tay với chương trình. Và bây giờ, thử thách đầu tiên của vòng 1, thử thách thị giác. Thử thách thị giác vòng 1, mỗi đội chơi được xem một đoạn thơ có hiệu ứng chữ ngược. Nhiệm vụ của cả hai đội là phải đọc chính xác chữ trong đoạn thơ đó. Đội chơi nào đọc được nhiều chữ hơn sẽ chiến thắng trong thử thách này. Và đội chơi đầu tiên là đội Lương Gia Huy. Xin mời
hãy nhìn lên màn hình. Và xin mời bài thơ bắt đầu. Em đi về. Xin mời đáp án. Em đi về. Đi về. Đi về. Đội trưởng. Em đi về phía ấy. Phía ấy. Em đi về phía em ấy. Đi về phía ấy. Chính xác. Tiếp tục. Anh chia cho nỗi buồn. Anh chia cho nỗi buồn. Chính cho, xác. Chia cho con. Chia cho cơn mưa nhỏ. Chia cho cơn mưa nhỏ. Chính xác. Và nắng. Và nắng. Chiếu. Và nắng. Và nắng. Và nắng cuốn chiều. Đọc lại. Và nắng cuốn chiếu. Đọc lại. Và nắng cuốn chiều hôm. Đọc lại. Các bạn còn 1 phút 30 giây. Và nắng buổi chiều hôm. Đọc lại. Các bạn còn 1 phút. Và nắng buổi chiều hôm. Đội trưởng. Và nắng buổi chiều hôm. Đọc lại. Các bạn chỉ còn 30 giây và, cuối cùng. Và nắng dưới chiều hôm. Đọc lại. Và nắng 10, 9, 8, 7, 6, 5. Và nắng 3, 2, 1. Hết giờ. Chúng tôi ghi nhận các đáp án của bạn. Và bây giờ là lượt chơi của đội Khánh Đơn. Các bạn hãy tập trung và nhìn lên màn hình. Và bây giờ lượt chơi của đội Khánh Đơn. Xin mời màn hình và bài thơ. Xin mời đội trưởng. Chưa cho con, chưa cho cơn mưa ấy. Chính xác. Để xa. Xa lối để xa. Em về. À đúng rồi, để xa lối gì để đi, xa yêu. Lối yêu, em yêu. Yêu. Để xa lối em yêu. Xong lại. Để xa rồi. Không phải vậy. Để xa rồi. Để xa rồi em yêu. Đúng. Chính xác. Tiếp theo. Tia. Tia nắng. Tia nắng ấm. Tia nắng ấm. Tia nắng ấm. Nấp. Nấp. Các bạn đã sử dụng 50 giây. Tia nắng ấm. Nấp. Nấp thì là N. I. Không phải. N. H. Nhơn. Nhơn. Đâu không phải nấp. Nhan. Nhan. Tia nắng ấm. Các bạn đã hết 1 phút. Hãy nhanh lên. Tia nắng ấm. Đó chỉ đê đó. Nấp. Tia nắng ấm. Tia nắng nấp. Dấu gì vậy? Tia nắng ấm dấu. 1 phút 20 giây. Chiều cuối giùm anh đi. Dấu. Chiều dấu đó, đúng đó, chiều dấu chiều cuối giùm anh đi. Dấu ngơn. Dấu ngan hả? N-H. Dấu. N-H-A-N. À. N hay là hoặc là chữ U á. Nhau, nấp nhau á. Tia nắng ấm giống nhau. Tia nắng ấm giống nhau, đọc lại. Giống nhau. Đọc lại. Tia nắng ấm. Q chữ Q. Các bạn sử dụng hết 1 phút 50 giây. Tia nắng ấm. Q. Q. Ở. Sắc. Chỉ còn 1 phút. Huyền chữ Huyền giống Huyền á. Tia nắng ấm. Q.
ở huyền u. 50 giây. Ở tia nắng ấm dần gì đó, dần đó, không phải bây giờ. Ui nhau ấy, kiểu sao cùng mà giờ nhau ấm dần nhau, giờ ấm dần nhau, tia nắng dần nhau, tia nắng ấm dần nhau. Tia nắng ấm gì ạ? Dần nhau. Dần. 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 Dần xa dần. Đọc lại. Tia nắng ấm nấp nhau. Đọc lại. Tia nắng ấm chữ quy, cái đó chữ quy nè. Quy hoặc là chữ chỉ P. Còn 20 giây. P, P, chữ P á. 10 giây cuối cùng. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Và đây là đáp án của chúng tôi. Đầu tiên là đoạn thơ của đội Lương Gia Huy. Xin mời. Em đi về phía ấy, anh chia cho nỗi buồn, chia cho cơn mưa nhỏ và nắng quái chiều hôm. Một cái hôn ban sáng thành cơn mưa buổi chiều. Và đây là đáp án của đội bạn. Chia cho cơn mưa ấy, để xa rồi em yêu, tia nắng ấm gần nhau, xa nhau thành nắng quái, chia làm gì nắng ấy, để xa rồi em đâu. Cái đó mà chờ được. Và kết thúc thử thách thị giác của vòng 1, đội chiến thắng là đội Lương Gia Huy. Đội Khánh Đơn, các bạn vẫn còn 4 cơ hội ở 4 thử thách tiếp theo. Và bây giờ hãy đến với thử thách thính giác. Tỷ số là 1-0 cho đội Lương Gia Huy. Thử thách thính giác vòng 1. Chương trình sẽ phát 5 đoạn ghi âm giọng nói của 5 khách mời có độ tuổi khác nhau. Nhiệm vụ của hai đội là lắng nghe và đoán số tuổi của khách mời đó. Đội nào có nhiều đáp án đúng sẽ chiến thắng ở thử thách này. Và bây giờ là vòng 1 với thử thách thính giác. Hai đội hãy tập trung và lắng nghe. Xin mời đoạn âm thanh đầu tiên. Hôm qua em đi chùa Hương, hoa cỏ còn mờ hơi sương, cùng thầy mẹ em vẫn đậu soi gương. Xin mời đội Khánh Đơn. 5 24 24 tuổi. Và đội Lưu Nhân Huy, các bạn vẫn được tiếp tục nghe đoạn âm thanh. Xin mời âm thanh. Nhỏ cái đuôi gà cao, em đeo cái vảy yếm đào, quần linh áo thẻ mới. Xin mời đội Lưu Nhân Huy. 38 38 tuổi. Chúng tôi ghi nhận đáp án của hai đội. Và đáp án của chương trình là: chào quý vị khán giả, tôi tên Hương, 66 tuổi. 66 tuổi. Như vậy, chiến thắng thuộc về đội Lưu Nhân Huy. Và xin mời đoạn âm thanh số 2. Du khách đến Cồn Thới Sơn, sau khi được ăn trái cây, nghe nhạc, tài tử còn được đi xuồng qua con rạch nhỏ ngắm hàng dừa nước trong gió rì rào để ra sông cái đến đò lớn. Nước lớn, người chèo xuồng phải cố hết sức chèo ngược dòng cả 20 phút. Đưa chúng tôi đến con đò lớn rồi, chỉ còn ngoái nhìn chúng tôi. Hết đoạn âm thanh và xin mời đáp án hai đội. Đội Lưu Nhân Huy. Cả đội thống nhất là phải dưới 30 thì có thể là 25 đi. 25 tuổi, đáp án được ghi nhận. Xin mời đội Khánh Đơn. 26 đi. 26. 26. 26. Quyết định đi. 26 tuổi. 5. 26. 4. 26. 26 tuổi, đáp án được ghi nhận. Và xin mời đáp án của chương trình.
Xin chào các bạn, tôi tên là Nguyễn Thị Kim Ngọc và năm nay tôi 23 tuổi. Xin chúc mừng đội Lưu Nhã Huy, các bạn đã tiếp tục giành chiến thắng. Xin mời đoạn âm thanh số 3. Anh hứa với em khi nào chúng mình nên duyên nên nợ thì một xì căng đan cũng nên vợ nên chồng. Em nghĩ làm gì để thêm đắng trong lòng. Mình không nổi tiếng bằng cách này thì mình nổi tiếng bằng cách khác. Nhan sắc có thừa mà thủ đoạn vô biên. Người ta nổi tiếng tự nhiên, còn mình nổi tiếng là nhờ điên hơn người. Hết rồi âm thanh. Và xin mời đáp án hai đội. Xin mời đội Lương Gia Huy. 5 4 3 2 1. Và đáp án 30. 30 tuổi. Đáp án được ghi nhận. Xin mời đáp án đội Khánh Đơn. 26. 26 tuổi. Hôm nay ra khoảng chừng 10 tuổi chắc xíu lắm. Và tôi xin chúc đội Khánh Đơn may mắn. Xin mời đáp án chương trình. Em tên là Trần Minh Dự. Mặc dù thân hình của em không được to bự nhưng tính tình rất vô tư và có một lối sống rất ư là gây thiện cảm. Năm nay em 19 tuổi, sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Và chúc mừng đội Khánh Đơn. May mắn đã về. Các bạn đã có một khởi đầu. Xin mời đoạn âm thanh kế tiếp. Trẻ mất ngủ dễ rối loạn hành vi. Theo nghiên cứu của các chuyên gia thuộc khoa sức khỏe tâm thần Viện Sức khỏe Cộng đồng Na Uy, trẻ có vấn đề về giấc ngủ vào lúc 18 tháng tuổi sẽ gia tăng nguy cơ rối loạn hành vi và cảm xúc ở cả hai thời điểm 18 tuổi và lúc 5 tuổi. 32.662 bé được khảo sát từ năm 1999 đến 2008 để đo lượng ảnh hưởng của rối loạn giấc ngủ đối với hành vi. Hết đoạn âm thanh và xin mời đội Khánh Đơn. 4 3 2 36 tuổi. 36 tuổi. 36 tuổi. Xin mời đội Lương Gia Huy. À khó quá, giọng tiến sĩ rồi. Tiến 5, sĩ thì không thể trẻ. 4 3 2 1. Và đáp án 35 tuổi. 36 tuổi. Có lẽ đội bên đây chọn một đáp án khá an toàn khi chỉ xê dịch 1 tuổi. Và xin mời đáp án chương trình. Chào các bạn, tôi tên là Trần Anh, năm nay tôi 48 tuổi. Hồi nãy dọc đầu 24 là mình thắng. Chỉ sai lệch một con số. Xin chúc mừng đội Khánh Đường. Đã quá, thắng đã quá. Và bây giờ xin mời đoạn âm thanh cuối cùng. Điều khó khăn nhất khi mua sắm là phải biết dừng đúng lúc. Điều này sẽ dễ dàng hơn nếu bạn lên kế hoạch cho việc mua sắm. Bắt đầu bằng việc lập danh sách các món đồ bạn cần mua. Bước thứ hai là bạn nên tìm kiếm những món đồ giảm giá hoặc món đồ bạn có thể mua phiếu giảm giá. Tuy nhiên, không nên mua một thứ gì đó chỉ vì nó quá rẻ, có khả năng là bạn không thể sử dụng nó lần thứ hai. Hãy nhớ rằng, mua sắm hiệu quả và mua rẻ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Điều quan trọng là hãy làm theo lịch trình và bạn thấy thoải mái. Hết rồi âm thanh và xin mời hai đội đưa ra đáp án. Xin mời đội Khánh Đơn. 5 4 3 2 32. 32 tuổi, đáp án được ghi nhận. Xin mời đội Lương Gia Huy. Cho suy nghĩ được không? 5 4 3 2 28. 28 tuổi, đáp án được chúng tôi ghi nhận. Và xin mời đáp án chương trình. Hi, xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Nguyễn Hồ Đức, năm nay mình 18 tuổi, mình đến từ Ninh Thuận. <18 tuổi. cười>
Và chiến thắng đã thuộc về đội Lương Gia Huy. Và kết quả chung cuộc của thử thách thính giác, phần thắng thuộc về đội Lương Gia Huy. Các bạn nên nhớ, đây chỉ mới là thử thách thứ hai, vẫn còn 3 thử thách. Tôi hy vọng đội Khánh Đơn sẽ lội ngược dòng và hy vọng đội Lương Gia Huy sẽ tiếp tục dẫn trước. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ đến với thử thách khú giác. Tỷ số là 2-0 cho đội Lương Gia Huy. Thử thách khứu giác vòng 1. Từng cặp người chơi sẽ thi đối đầu với nhau bằng cách ngửi 5 loại thực phẩm gồm bơ thực vật, mứt cam, mứt thơm, mứt dâu và phô mai. Nhiệm vụ của người chơi là phải ngửi cho biết tên của loại thực phẩm vừa ngửi được. Đội nào có nhiều đáp án chính xác trong thời gian nhanh hơn sẽ giành chiến thắng. Các bạn có 30 giây và 30 giây bắt đầu. Mời. Xin mời đội Khánh Đơn. 5. Bơ. Bơ. Cuộc chơi ngừng lại. Bạn đã chậm nhịp. Đúng chưa anh? Xin mời mở bịt mắt. Hôm nay là gì? Và đáp án là bơ. Xin chúc mừng đội Khánh Đơn. Xin mời lượt chơi kế tiếp. Và bây giờ 30 giây bắt đầu. Xin mời đội Khánh Đơn. Nước mắm. Xin mời bạn tiếp tục. Xin mời đáp án của bạn. Tương cà chua. Nước mắm, tương cà chua, đáp án được ghi nhận. Nước mắm, tương cà chua. Và xin mời hai bạn mở bịt mắt. Nước mắm, tương cà chua. Đây là mứt cam. Xin mời hai người chơi kế tiếp. Các bạn có 30 giây và 30 giây bắt đầu. Xin mời mở bịt mũi. Xin mời đội Lương Gia Huy. Mứt cam. Mứt cam. Khoan. Mứt cam. Mứt. Xin mời bạn. Nước mứt. Dạ, mứt cam. Chưa đáp án, bạn có đáp án nào khác không? Đội của Khánh Đơn. Bạn mới còn thời gian. 10, 9, 8, 7. Dạ, mứt cam. Mứt cam. Bạn vẫn quả quyết là mứt cam. Cả hai đều chắc chắn là mứt cam. Là hai bạn mở bịt mắt. Cái gì vậy? Đây là kẹo gì vậy? Mứt thơm. Chưa bao giờ. Cái mùi này là cũng như cam thôi. Và xin mời lượt chơi tiếp theo. Và thời gian 30 giây bắt đầu. Xin mời. Xin mời đội Khánh Đơn. Mứt dâu. Mứt dâu. Và ngừng cuộc chơi. Xin mời hai bạn mở mắt. Và mà không biết mứt gì nữa. Và mứt dâu. Đây là mứt dâu. Yeah. Xin mời hai bạn. Và xin mời lượt chơi cuối cùng. Và đây là phần thi rất gay cấn giữa hai đội trưởng hai đội. Thời gian 30 giây bắt đầu. Xin mời Khánh Đơn. Phô mai. Phô mai. Em trả lời rồi. Và xin mời hai bạn mở mắt.
và đó là phô mai. Xin chúc mừng Khánh Trương. Yeah. Thả vòng này, thả vòng này. Các bạn ăn tình dữ. Và kết quả ở vòng thi khú giác, chiến thắng thuộc về đội Khánh Đường. Bây giờ xin mời thử thách xúc giác. Tỷ số là 1-2. Đội Khánh Đường đã có bàn thắng đầu tiên. Và đây là phần thử thách xúc giác. Người chơi sẽ bị bịt mắt và phải dùng má để cảm nhận vật thể. Nếu có đáp án trước, hãy giơ tay để giành quyền trả lời. Mỗi vật thể có thời gian tối đa là 30 giây. Nếu người chơi đầu giơ tay trước và trả lời sai, người chơi thứ hai vẫn được tiếp cận vật thể và đưa ra câu trả lời. Đội nào có nhiều đáp án chính xác hơn sẽ là đội chiến thắng. Và bây giờ xin mời hai đội đưa mặt sát gần nhau. 30 giây bắt đầu. Xin mời đội Khánh Đơn. Con rắn. Và xin mời hai bạn mở bên mắt. Xin mời lượt chơi kế tiếp. Và đây là vật thể số 2. Và lượt đấu thứ hai, các bạn có 30 giây và thời gian bắt đầu. Xin mời. Ai có đáp án xin giơ tay. Xin mời đội chơi Lưu Giang Huy. Cái cầu đánh cầu lông á. Cái cầu á. Trái cầu. Và xin mời hai đội mở bình mắt. Liệu rằng kia đấy. Xin cảm ơn hai bạn. Xin mời lượt chơi kế tiếp. Và đây là lượt đấu thứ ba. Xin mời hai bạn đưa má lại gần nhau. Đưa má, không đưa mặt. Rồi, xin mời 30 giây bắt đầu. Không được liếm, không được lấy môi để xác định vật thể. Xin mời đội Lưu Nhân Huy. Hàm răng. Xin mời hai bạn mở bịt mắt. Và chiến thắng đã thuộc về đội Lưu Nhân Huy. Xin chúc mừng. Xin mời lượt đấu kế tiếp. Và bây giờ là lượt đấu thứ tư và 30 giây bắt đầu. Xin mời. Xin mời đội Lưu Nhân Huy. Vị nói không lầm đó là cái bàn chải. Yeah.
Xin mời hai bạn mở bịt mắt. Và xin mời lượt chơi tiếp theo. Cảm ơn hai bạn. Và đây là vật thể cuối cùng và hai đội trưởng của hai đội. Các bạn có 30 giây và xin mời 30 giây bắt đầu. Xin mời tiếp cận vật thể, đưa má vào. Vâng ạ, vật thể ở giữa, đưa má vào. Xin mời đội Lưu Nhân Huy. Cái gì mà dùng để rửa chén? Đó là cái để rửa chén bát. Là đồ rửa chén. Xin mời đội Khánh Đơn. Nếu Khánh Đơn nó không làm là đồ rửa chén nhưng mà hình như là bằng mướp á. Mướp? Dạ. Yeah. Đồ rửa chén mà làm bằng trái mướp. Và mời hai bạn mở bịt mắt. Wow. Mướp thiệt. Mướp mà. Và chiến thắng thuộc về đội Khánh Đơn. Và kết thúc phần thử thách xúc giác, chiến thắng đã thuộc về đội Lương Giáo Huy. Và bây giờ là thử thách hấp dẫn nhất, hãy đến với thử thách vị giác. Tỷ số bây giờ là 3-1, đội Lương Giáo Huy thực sự rất mạnh. Thử thách thị giác vòng 1, chương trình đưa ra 5 miếng rau câu có vị ngọt đến từ các nguyên liệu: đường, mật ong, nước mía nguyên chất, nước ép xoài, nước dừa. Nhiệm vụ của hai đội là phải nếm và cho biết các vị ngọt đó đến từ nguyên liệu nào. Đội nào có nhiều đáp án chính xác trong thời gian nhanh hơn sẽ giành chiến thắng. Chào mừng đến với thử thách vị giác của vòng 1. Và bây giờ, thời gian cho các bạn là 60 giây. Thời gian bắt đầu, xin mời. Đã hết 30 giây. Tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Hết giờ. Xin mời đáp án đội Lương Giao Huy. Theo tôi nghĩ rau câu dừa. Dừa. Rau câu thơm. Thơm. Và rau câu cam. Cam. Và nha đam. Nha đam. Rất là khó đoán. 5 4 3 Chanh. Chanh. Đáp án được chúng tôi ghi nhận. Và xin mời đáp án đội Khánh Đơn. Đội anh thì có một rau câu dừa. Dừa. Một rau câu phô mai. Rau câu phô mai. Một rau câu đào. Đào. Một rau câu cam. Cam. Một rau câu nha đam. Nha đam. Đáp án được chúng tôi ghi nhận. Và xin mời đáp án của chương trình. Thứ nhất, rau câu đường. Thứ hai, rau câu mật ong. Thứ ba, rau câu mía. Thứ tư, rau câu xoài.
Và cuối cùng, rau câu, nước dừa. Trong phần thử thách vị giác, cả hai đội có đáp án đúng bằng nhau là một đáp án. Nhưng đội Lương Gia Huy có thời gian trả lời nhanh hơn và là đội chiến thắng. Trải qua 5 thử thách của vòng 1, chúng tôi đã xác định được đội thắng cuộc. Xin chúc mừng đội Lương Gia Huy. Đội Khánh Đơn, cảm ơn các bạn đã đến với Tuyệt Đỉnh Giác Quan. Và chúng tôi phải chia tay các bạn tại thời điểm này. Đội Lương Gia Huy, hãy sẵn sàng để bước vào vòng 2. Vòng 2. Đội chiến thắng ở vòng 1 sẽ bước vào vòng 2, gặp biệt đội giác quan của chương trình. Từng thành viên trong đội sẽ được đội trưởng chỉ định một giác quan để thi đấu với biệt đội giác quan. Thành viên nào chiến thắng được biệt đội giác quan sẽ được bước vào căn phòng giác quan thứ 6 và nhận những giải thưởng hấp dẫn của chương trình. Chúc mừng các chiến binh. Các bạn đã đánh bại được đội đối phương để lọt vào vòng 2 của chúng tôi. Và từ thời điểm này, mỗi thành viên trong đội các bạn sẽ đảm nhận một thử thách giác quan khác nhau do chính đội trưởng các bạn chỉ định. Điều đó có nghĩa các bạn sẽ không còn nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào từ đồng đội nữa. Và bây giờ, xin mời sự chỉ định của đội trưởng. Và thưa quý vị, tôi xin được giới thiệu về những chiến binh trong đội của tôi như sau. Đầu tiên, Lý Hào Nam. Chính giác. Trình Tuấn Vy. Chính giác. Và tôi. Đúng giác. Cao Trung. Trúc giác. Và người tiếp theo, cuối cùng trong đội, Lương Tùng Anh. Lý giác. Và bây giờ, hãy đón chào những đối thủ của các bạn. Xin giới thiệu biệt đội giác quan. Anh hùng thị giác, đẳng cấp 8 sao. Anh hùng vị giác, lần đầu tiên xuất hiện. Anh hùng thính giác, đẳng cấp 10 sao. Anh hùng xúc giác, lần đầu tiên xuất hiện. Anh hùng khứu giác, đẳng cấp 3 sao. Các thử thách của chúng tôi đã sẵn sàng. Hãy tiếp tục đánh thức các giác quan của bạn với những anh hùng giác quan của chúng tôi. Thử thách thị giác vòng 2, trên màn hình sẽ xuất hiện các vật thể xoay từ nhanh đến chậm dần. Nhiệm vụ của người chơi là phải quan sát và đoán xem đó là vật thể gì trong thời gian nhanh nhất. Người nào có nhiều đáp án đúng hơn sẽ giành chiến thắng trong thử thách này. Và bây giờ là thử thách thị giác của vòng 2. Các bạn hãy sẵn sàng nhìn lên màn hình. Và xin mời bức hình đầu tiên. Xin mời anh Hùng.
Đó là con cá voi. Con cá voi. Và đó là đáp án chính xác. Người chơi, bạn vẫn còn 4 cơ hội. Hãy nhanh tay và quan sát thật kỹ. Xin mời bức hình số 2. Xin mời anh Hùng. Xe đạp. Xe đạp. Xin mời đáp án chương trình. Xin chúc mừng người chơi, hãy bình tĩnh. Và bây giờ bức hình thứ 3 bắt đầu. Xin mời anh Hùng. Củ khoai. Củ khoai. Củ khoai. Và xin mời người chơi xem tiếp. Và xin mời người chơi. Này nhân vật hoạt hình Minion. Nhân vật hoạt hình Minion. Và đó là đáp án chính xác. Chúc mừng. Bây giờ đang là 2-1. Và xin mời bức hình thứ 4. Xin mời người chơi. Cái này là nhân vật hoạt hình chim cánh cụt. Chim cánh cụt. Và xin mời đáp án chương trình. Đã là 2-2. Và đây là thời khắc quyết định. Một là bạn sẽ dừng cuộc chơi. Hai là bạn sẽ chiến thắng anh hùng của chúng tôi để vào vòng sau. Và bây giờ câu hỏi quyết định và bức hình quyết định. Xin mời bức hình cuối cùng. Xin mời anh Hùng. Có phải là chó? Con chó. Con chó. Và đó là đáp án chính xác. Và người chơi, bạn hãy nhìn màn hình. Xin mời đáp án. Đó là con chó. Xin chúc mừng anh Hùng. Chỉ một chút xíu chậm thôi. Rất tiếc, rất tiếc. Và ở thử thách thị giác của vòng 2, chiến thắng đã thuộc về anh Hùng thị giác. Xin mời. Cảm ơn. Anh hùng thị giác Hiếu Nghĩa đẳng cấp tăng lên 9 sao. Và ở thử thách đầu tiên,
thử thách về thị giác của vòng 2. Người chơi đã thất bại. Và bây giờ, chúng ta sẽ đến với thử thách tiếp theo. Thử thách thính giác. Thử thách thính giác vòng 2. Chương trình có 5 đoạn âm thanh miêu tả tiếng động, gồm tiếng bật công tắc điện, tiếng bẻ khớp tay, tiếng máy in, tiếng nước sôi, tiếng cắn hạt dưa. Nhiệm vụ của người chơi là lắng nghe và gọi tên chính xác các tiếng động đó. Người nào có nhiều đáp án đúng trong thời gian nhanh hơn sẽ giành chiến thắng. Và bây giờ, xin mời đoạn âm thanh đầu tiên. Mời người chơi. Tiếng búa gõ. Tiếng búa gõ. Và anh Hùng, bạn tiếp tục nghe âm thanh. Xin mời anh Hùng. Tiếng bật công tắc điện. Tiếng bật công tắc điện. Bật công tắc điện. Và đó chính là đáp án của chúng tôi. Xin chúc mừng. Hãy thật kỹ lưỡng. Và bây giờ, xin mời đoạn âm thanh thứ hai. Đoạn âm thanh đã hết. Xin mời người chơi. Tiếng bật quạt. Tiếng bật hộp quạt. Và anh Hùng. Tiếng bật tay. Tiếng búng tay. Tiếng búng tay và tiếng bật hộp quạt. Quả là hai bạn rất nhạy bén. Vì đó là tiếng cắn hạt dừa. Và bây giờ xin mời đoạn âm thanh thứ ba. Xin mời người chơi. Tiếng máy cưa. Tiếng máy cưa. Tiếng máy cưa. Và bạn đã cho anh Hùng của chúng tôi cơ hội được nghe tiếp đoạn âm thanh. Xin mời. Hết đoạn âm thanh. Và anh Hùng của chúng tôi cũng không có đáp án. Và đó là tiếng máy in. Nếu các bạn chú ý sẽ nghe một âm thanh được lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Xin mời đoạn âm thanh thứ tư. Xin mời người chơi. Tiếng bật hộp quạt. Tiếng bật hộp quạt. Và đó là đáp án không chính xác. Xin mời anh Hùng, bạn tiếp tục nghe âm thanh. Xin mời anh Hùng. Em nghĩ là tiếng bẻ tay. Bạn nghĩ đó là tiếng bẻ khớp tay. Bẻ khớp tay. Bẻ khớp tay. Và đó là đáp án chính xác.
Chúc mừng. Xin mời đoạn âm thanh cuối cùng. Xin mời anh Hùng. Tiếng nước sôi. Tiếng nước sôi. Tiếng xả vòi nước. Tiếng xả vòi nước. Chúng tôi vẫn ghi nhận đáp án của bạn. Nhưng phần thắng đã thuộc về anh Hùng. Xin chúc mừng. Như vậy, tổng kết những câu trả lời ở vòng thử thách thứ hai, thính giác. Người chiến thắng là anh Hùng thính giác. Xin mời. Anh Hùng thính giác Ngọc Huyền đã cấp tăng lên 11 sao. Vậy là đã có hai người chơi thất bại. Chúng tôi rất tiếc. Và bây giờ, hãy tiếp tục đến với thử thách thứ 3 của vòng 2. Thử thách xúc giác. Trong thử thách xúc giác vòng 2, cả hai người chơi được thử thách sức chịu đựng và tài phán đoán của mình bằng cách cho chân vào hồ nước đá lạnh và đoán xem có những mẫu vật nào để trong đó. Người nào có nhiều đáp án đúng trong thời gian nhanh hơn sẽ giành chiến thắng. Và bây giờ, các bạn có 60 giây và thời gian bắt đầu. Xin mời. Bỏ hai chân vào. Người chơi xin mời bạn đáp án. Con vịt. Con vịt. Một. Cái tóc. Hai. Con heo. Ba. Rồi cái nồi chui nồi tắm á. Bốn. Rồi con năm. Bốn. Ba. Lành quá. Hai. Một. Hết giờ. Và mời bạn bước ra. Mời anh Hùng. Bạn vẫn tiếp tục. Ba. Hết giờ. Xin mời anh Hùng bước ra khỏi hồ. Bạn đáp án. Và đáp án của anh Hùng là tóc giả. Tóc giả. Một cục xà phòng. Cục xà phòng. Búp bê bằng nhựa. Búp bê bằng nhựa. Và một cái con vật chứ bằng nhựa. Một cái con vật gì đó bằng nhựa. Một con vật bằng nhựa. Đồ vật cuối cùng. 5 4 3 2 1. Hết giờ. Và bây giờ mời hai bạn mở bịt mắt. Tóc. Con búp bê bằng nhựa của bạn là con heo. Con lơn. Và cục xà phòng của bạn là có lẽ là một cục đá. À không, đạp trúng con vịt. Bạn nói đó cục xà phòng. Và năm mẫu vật chính xác của chúng tôi là con vịt nhựa, con heo, bộ tóc giả, bông tắm và vỏ ốc. Và ở thử thách xúc giác, chúng tôi xin chúc mừng người chơi. Và như vậy, bạn
là người sẽ thế chỗ anh hùng xuất giác của chúng tôi. Xin mời hai bạn. Và bây giờ, hãy đến với thử thách khu giác. Trong thử thách khu giác vòng 2, người chơi sẽ dùng mũi để ngửi 5 mẫu vật cùng đặt trong một chiếc khay được phủ bằng một lớp vải đen. Các mẫu vật đó bao gồm vỏ cây quế, xà phòng, tỏi, thơm, nhãn. Nhiệm vụ của người chơi là xác định đó là mùi hương của vật nào. Người chơi nào có nhiều đáp án đúng trong thời gian nhanh hơn sẽ giành chiến thắng. Và bây giờ, các bạn có 60 giây để xác nhận mùi của 5 vật thể. Xin mời hai bạn tiến lại gần. Và bây giờ, thời gian bắt đầu, xin mời. Các bạn còn 40 giây. Ba mươi giây. Bốn mươi giây. Xin mời người chơi. Tôi đoán lòng não. Lòng não. Xà bông. Xà bông. Nước không phải nước khử mà là cái khử phòng. Khử phòng. Khử phòng. Nước xịt phòng. Nước xịt phòng. Rồi, còn hai đáp án. Nước xịt phòng. 5 4 3 2 1. Một món đồ ăn. Hết thời gian. Và bạn đã trả lời 3 đáp án. Anh hùng. Và đáp án của bạn có mùi hành lá. Hành lá, ghi nhận. Mùi xoài. Xoài. Mùi dầu xả. Dầu xả. Năm. 4 3 2 1. Hết thời gian. Và bạn đưa ra được 3 đáp án. Và bây giờ sẽ là đáp án của chương trình. Và đây là kết quả của chương trình. Thứ nhất, vỏ cây quế. Thứ hai, cục xà bông. Thứ ba, tỏi. Thứ tư, miếng thơm. Thứ năm là trái nhãn. Như vậy, người đoán đúng một vật thể là người chơi. Xin chúc mừng bạn. Yeah. Như vậy, bạn sẽ thế chỗ anh hùng khu giác chúng tôi. Xin mời hai bạn. Yeah.
Vậy là đã có thêm một người chơi đánh bại được anh hùng của chúng tôi. Bây giờ hãy đến với phần thử thách dành cho người chơi cuối cùng, vị giác. Trong thử thách vị giác vòng 2, cả hai người chơi sẽ được thử thách sức chịu đựng ăn chua của mình với 3 dĩa dưa cà muối chua từ ít đến nhiều. Người chơi nào ăn được nhiều hơn trong thời gian nhanh hơn sẽ giành chiến thắng. Và hai bạn xin mời mở bịch mắt ra. Đây là nhiệm vụ của hai bạn ngày hôm nay. Các bạn có 3 phút để hoàn thành. Và bây giờ ăn hết từ dĩa nhỏ đến dĩa lớn 3 phút. Và thời gian bắt đầu, xin mời. Các bạn được quyền cầm dĩa và lua. Đây là những món dưa chua, cải chua chúng tôi đặc chế dành cho cuộc thi, rất tốt cho sức khỏe. Phút 30 giây, hãy cố lên. Cố lên. Và việc cuối cùng, các bạn được quyền bỏ cuộc nếu cảm thấy không thể hoàn thành được nhiệm vụ. Các bạn chỉ còn 1 phút. Điều kia mình cứ ăn đi. Các bạn còn 50 giây, 50 giây cuối cùng. Ba mươi giây cuối cùng. Hai mươi giây cuối cùng. Tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Hết giờ. Như vậy, người chơi đã hoàn thành được 2 dĩa rưỡi. Được tốt. Kết quả đã quá rõ ràng. Phần thắng tại thử thách vị giác vòng 2 thuộc về người chơi. Yeah. Và bạn là người tiếp theo thế chỗ vị trí anh hùng vị giác của chúng tôi. Yeah. Yeah. Yeah.
Xin chúc mừng ba chiến binh cuối cùng. Các bạn đã rất xuất sắc vượt qua biệt đội giác quan của chúng tôi. Và bây giờ, trước mặt các bạn là cánh cửa dẫn đến căn phòng giác quan thứ 6. Và đây cũng chính là thử thách cuối cùng của chúng tôi. Thử thách giác quan trực giác. Và bên trong căn phòng này, một là giải thưởng, hai là thảm họa, còn tùy vào trực giác các bạn. Bây giờ, xin mời và chúc may mắn. Bây giờ, hãy chào đón ba chiến binh trở về từ căn phòng giác quan thứ 6. Xin chúc mừng các chiến binh. Các bạn đang cầm trên tay những phần quà sau khi đã vượt qua rất nhiều thử thách của chúng tôi. Đó là sự can đảm. Và ở những số tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục thử thách sự can đảm của những thí sinh mới bằng những thử thách mới.
Hãy đón xem chương trình Tuyệt đỉnh giác quan vào lúc 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình Tuyệt đỉnh giác quan do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty truyền thông và giải trí Điền Quân thực hiện. Tôi, Ngô Kiến Huy, xin chào và hẹn gặp lại. Trong tập tiếp theo của Tuyệt đỉnh giác quan. À! Chân cho. Dạ dài. Đón xem tập 18 của Tuyệt đỉnh giác quan phát sóng vào lúc 21 giờ thứ bảy ngày 17 tháng 10 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Lại đội tuyển, ví dụ như anh cô tuyển thủ.